Chào quý vị và bạn đã đến kênh của Viết Phú. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chia sẻ về video làm YouTube kiếm tiền năm 2020. Thì video ngày hôm nay sẽ là làm về chủ đề liên quan đến kiếm tiền hay là việc chèn quảng cáo vào video. Thì chèn quảng cáo vào video là một cái thao tác cũng rất là đơn giản, nhưng mà nhiều bạn cũng cũng vì là mới được bật kiếm tiền và mới bắt đầu làm YouTube nên là có những cái việc mà chúng ta vẫn chưa có thể là rõ lắm, cũng như mình cái ngày trước khi mà mới bắt đầu làm và mới được bắt đầu bật kiếm tiền thì có những cái mà mình cũng không thể biết được hết và vẫn phải tham khảo rất là nhiều. Thì tiện đây mình sẽ làm một cái video chia sẻ chúng ta về cái cách chèn quảng cáo vào video trên YouTube để mà đạt kiếm tiền, mà chèn như thế nào làm cho nó hợp lý nhất. Thì đầu tiên đây là cái kênh của mình, và đây thì mình sẽ vào cái phần để chèn quảng cáo. Ví dụ mình sẽ chèn quảng cáo vào kênh, vào cái video chèn video đăng ký nhận tiền YouTube mà từ Google AdSense bằng cái thẻ ngân hàng này. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào cái YouTube Studio, hoặc là các bạn có thể vào luôn bằng từ cái video ấy. Đây thì mình sẽ vào cái video đấy, thì đó là cái video đầu tiên của mình, gần nhất của mình sẽ vào phần số liệu phân tích của video này. Video này thì cũng mới đăng nên là khi số view cũng rất là ít, rất là kém, hầu như các bạn cũng không trong kênh của mình thì cũng đa số về các cái vấn đề về cuộc sống ở Nhật và các cái đồ về đồ cũ ở Nhật, nên là các bạn cũng quan tâm khá nhiều. Còn cái vấn đề về làm YouTube thì trong kênh mình cũng chưa có một số lượng các bạn quan tâm nhiều lắm, nên là vẫn chưa có nhiều lượng view cho những cái video trong cái series này. Thì để mà chèn như cái video chèn quảng cáo video này thì chúng ta sẽ làm những thao tác như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái số liệu phân tích tổng quan của video, sau đấy thì chúng ta sẽ vào Studio cũ và chúng ta ấn vào phần bỏ qua, rồi chờ nó sẽ quay về cái studio cũ này. Đấy, mình sẽ vào cho tổng quan một lần nữa. Ở đây thì có rất nhiều video, các bạn có muốn ấn vào chỉnh sửa cái chèn quảng cáo video nào thì các bạn sẽ ấn vào từng cái để mà chỉnh sửa. Thì mình ấn vào chỉnh sửa. Đấy, thì ở đây sẽ ra các cái thông tin của cái video này. Thì ở đây là các cái thông tin của cái liên quan đến video này. Đấy. Và trong này thì có một cái phần đó là phần kiếm tiền, các bạn sẽ tích vào đây. Thì đối với những cái video trên 10 phút, từ 10 phút trở lên thì các bạn sẽ được chèn quảng cáo vào trong cái video. Và đây cái khu vực này mình đang di chuột đây thì là khu vực mình các bạn chèn quảng cáo vào. Thì đối với kênh của mình hoặc là kênh của các bạn thì các bạn có thể cài đặt mặc định cho những video tải lên sẽ chèn quảng cáo như thế nào. Thì mình sẽ cài mặc định là sẽ quảng cáo đầu video và sau video. Còn gồm có ba cái nữa là quảng cáo lớp phủ, quảng cáo được tài trợ và quảng cáo có thể bỏ qua. Còn video mà quảng cáo không thể bỏ qua này thì mình không 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 tích. Thì khi mà cái video này không được bỏ qua này thì có nhiều người khi mà có những video không thể bỏ qua được, người ta sẽ tắt luôn cái video của bạn, không thèm xem nữa. Thì nó đối với những cái video này, quảng cáo này thì các bạn nếu mà người ta xem thì sẽ được xem được lâu hơn và có cái doanh thu từ quảng cáo sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì đa số là người ta sẽ không xem mà tắt bỏ đi, thì mình đối với bản thân mình cũng như thế thôi. Thì đây là cái khu vực chèn quảng cáo. Thì đối với những video trên 10 phút thì các bạn được chèn quảng cáo, và khi mà các bạn muốn chèn quảng cáo thì các bạn chỉ cần tích con chuột vào cái ở trong cái khu vực này, các bạn tích vào đâu cũng được và các bạn sẽ ấn vào phần chèn quảng cáo này ở đây. Tuy nhiên thì đối với một video 10 phút thì các bạn nên chèn bao nhiêu quảng cáo là vừa để phù hợp với người xem, mà người xem có thể chấp nhận được, không chán cái video của bạn khi phải xem liên tục quảng cáo. Có nhiều người mình thấy là 10 phút mà người ta chèn 10 cái quảng cáo liên tục như thế này thì con mình chưa đầy 1 phút đã phải xem một quảng cáo thì rất là chán. Nếu mình xem video thì nếu mà chưa đầy 1 phút có một quảng cáo mình cũng tắt, mình cũng không thèm xem nữa. Thì vì vậy là đối với video trên 10 phút thì mình nghĩ các bạn có thể là chèn 3 hoặc 4 cái quảng cáo là nhiều nhất đối với một cái video như vậy. Thì cái video này của mình thì nó có chiều dài là 10 phút, có độ dài là 10 phút 05
Cuối năm thì mình sẽ chèn khoảng tầm 4 cái quảng cáo là nhiều, hoặc là 3 cái. Thì các bạn sẽ tích cái con chuột vào phần này. Ví dụ như con này là 2 phút 15 mình sẽ chèn một quảng cáo chẳng hạn. Đấy. Thì sang đến khoảng tầm 2 phút rưỡi sau hoặc là 2 phút 15 sau mình sẽ chèn một cái nữa. Thì nó sẽ là khoảng tầm 4 phút rưỡi. Thì mình sẽ chèn một cái thứ hai. Đấy. Sang phút thứ ba thì sẽ là tầm 7 phút. Mình sẽ chèn một cái thứ ba. Đấy. Và cái cuối cùng thì mình sẽ để khoảng tầm và cái cuối cùng thì mình sẽ để khoảng tầm 10 phút này, hoặc là mình không để được mình để sau cùng luôn. Đấy thì sẽ chèn khoảng 3 cái như này. Hoặc là các bạn có thể chèn ngắn hơn xưa một chút, ngắn hơn một chút thì có thể là chôn cái này về tầm hơn 2 phút một tí. Cái này sẽ lên tầm 4 phút 10 chẳng hạn. Và cái thứ ba là sẽ lên tầm 6 phút 20 như thế này chẳng hạn. Đấy, một cái thứ tư các bạn sẽ chèn vào tầm 8 phút rưỡi như thế này. Đấy thì nó sẽ là cái này người xem có thể là xem 4 cái quảng cáo như thế này, thì không phải là cái nào nó cũng hiện lên người ta bỏ qua, mà nó sẽ là những cái quảng cáo nổi ở trên lớp phủ như thế này, hoặc quảng cáo hình ảnh hiện thị như thế này. Khi người ta xem bằng máy tính hoặc là xem bằng điện thoại thì nó sẽ có những cái lớp phủ nổi như thế này. Thì cái đấy người ta vẫn có thể là vui vẻ xem mà không không tắt cái video của bạn đi. Thì đấy cũng là một cái quảng cáo, một cái phương án rất là hay. Thì đây thì mình sẽ chèn 4 quảng cáo như thế này. Nếu các bạn muốn xem trước các bạn ấn vào đây, nhưng cái này thì không cần xem trước, miễn là đến đây thì họ Google và YouTube sẽ chạy quảng cáo lên đây cho các bạn. Còn nếu các bạn không không thích chèn từ các cái vị trí mong muốn thì các bạn sẽ ấn vào cái phần đề xuất vị trí quảng cáo. Để khi mà các bạn ấn đề xuất quảng cáo thì các bạn sẽ phải mất hết những cái mà các bạn vừa tích đấy, nó sẽ mất hết đi. Thì người ta sẽ quảng cáo cho các bạn vào cái phút 9 phút 49 này này. Thì nếu mà như này thì một video 10 phút các bạn người ta sẽ chỉ quảng cáo cho các bạn một một lần ở giữa này thôi, như này thôi. Thì nó cũng hơi ít, nó thật là nó cũng quảng cáo một 10 phút quảng cáo một lần thì cũng hơi ít. Đối với video có 10 phút mà quảng cáo chỉ có một lần thì là có thể nói là khá ít. Còn nếu mà dài quá thì cũng được, nhưng mà ít quá thì cũng không hay. Thì các bạn có thể là nghiên cứu thêm để mà chèn làm sao cho nó vừa, nó phù hợp với cái nội dung của các bạn. Nếu nội dung của bạn cuốn hút thì 2 3 phút các bạn xem một lần thì người ta vẫn cứ chờ và xem bình thường, hoặc là xem ủng hộ các bạn. Đấy thì mình sẽ vẫn là chạy chèn 4 cái như thế này, thì mình nghĩ nó là khá là hợp lý. Đấy, nó là vừa, không quá nhiều mà cũng không quá ít. Sau khi xong thì các bạn ấn vào lưu thay đổi. Đấy, chờ nó sẽ lưu xong. Đấy, khi nào nó lưu xong nó sẽ hiện ra cái dòng lưu thay đổi này lên màu xanh. Đấy thì rất là nhanh thôi, thì sẽ là các bạn đã chèn xong cái quảng cáo cho một cái video của bạn. Thế là xong, thì các bạn sẽ ấn quay lại. Như vậy là các bạn đã ấn xong cái phần chèn quảng cáo cho cái video của mình. Thì cũng rất là đơn giản và rất là nhanh. Thì để các bạn cùng tham khảo cái cách chèn quảng cáo khi làm YouTube để kiếm tiền, để làm sao để có được cái doanh thu từ video mình mà không gây khó chịu cho người ta khi người ta xem cái video của bạn. Đấy thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và chúc các bạn có một cái kênh YouTube thành công và kiếm được doanh thu từ việc làm YouTube của bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin gặp lại trong các video lần sau.